này, con này nó lại ở đây. Chắc là tu vú nó để nhờ hay nào ấy. Nặng thui rồi đấy. Mày nha, cấm đứa nào nói cho mau đại ca nhá. Vậy tao thử nha mỗi đứa, mỗi quả trứng cút. Úi trời ơi, quả này ăn dày rồi. Vì bán được ối tiền. Ui, làm thế nhỉ. Mà sau đây cái bọn này nó ngu nhỉ, lại cho con tù hú lại để vào đây nhỉ. Rất là nhiều trứng. Tối nay mình phải dẫn chó săn mẹ ra đây để săn cái con mẹ này mới được. Chuột chuột ơi, tao đấy, tao đấy. Đây đây đây, đây đây. Lô, bin bin. Ây chà. Mình biết ngay mà. Mình ngồi rình đằng kia rồi thử xem phản ứng của nó thế nào đâu. Nói chung là thằng này mất dạy lắm. Anh em mà không nghĩ ngợi gì đến nhau cả. Tình anh em phát này nhặt được của rơi không thèm cho thằng anh của một tí nào. Giả dụ đấy là của rơi đấy nhá. Nó nhặt được ít nhất nó phải bảo mình là ui anh ơi, em nhặt được cái này, anh em mình đi nướng đi. Thế mà bây giờ mình sẽ về nhà nó đòi. Không được. Tình anh em thế này thì không ăn thua rồi. Đây, à đây rồi, đây rồi. Đưa trứng đà điểu ra đây. Cái gì? Trứng đà điểu. Đây rồi, trứng đà điểu. Này, có người bảo mày cầm về nhá. Ai biết đấy đâu, biết được à? Biết được cái gì? Mày lấy quả trứng ở ngoài mương về đúng không? Sao rồi? Chục quả trứng nhỏ nữa. Em mở chân em về đấy nào. Đang đi săn ra về về. Em mở chân em chẳng về. Tao không biết giả trứng ra đây. Này, ngồi đây. Tao thử đấy. Tao thử ơi. Mày đưa trứng ra đây, tao chỉ để đấy để trêu mày thôi nhá. Để con làm thức ăn đấy. Ai biết đấy đâu. Ai? Em có nhận được đâu. Đây, đây. Mày. Này, bỏ ra đâu. À, nào. Bỏ à. Nào. Ê. Trả lấy chỗ của em nhá. Này, trứng ra đâu. Biết được à. Rồi, tao cứ biết được à. Này, có người bảo mày cầm trứng từ mương về nhá. Ai biết đấy đâu ấy. Trêu mày tí thôi nhá, mày định cầm về thì mày lấy mất của tao à? Hả? Mày biết tao để làm gì không? Anh ấy, đừng có giả vờ. À, giả vờ thì một là đưa trứng tao, hai là thôi, tao cho hai con này ra làm cầy tơ với ở ngoài quán tiểu thủ rồi nhá. Sao? Sao? Có giả không? Hả? Chị bạn ơi! Có giả không? Anh đợi tí. Đợi tí cái gì nhanh? À, thôi tao về đấy. Em quên hai em để đâu rồi? Quên, mày thích quên không? Hả? Mày thích quên không? Đây! Đâu? Nhanh! Tao cứ cho nó vào đây thì cái đó. Này hả? Ngồi đây. Tao ăn một con về sau. À đấy. Mày! Dạ! Dạ! Còn vẫn thiếu. Thiếu cái gì? Còn 20 quả trứng cút lộn đâu. Đây đây, chúng tao ăn rồi. Đó cái gì? Này! Thế thì đưa quả này đây. Còn một quả nữa đâu? À còn 20 quả nữa đâu? Chúng tao ăn rồi. Cho chó thì tao bắt con này về đền. Chúng tao ăn rồi. Đang đấy, đang ra đồng mình nấu. Ơ, cho mày. Đâu thì ai bảo anh để đó gì? Cho mày ở nhà, tao đi được. Mà kéo đi, ai bảo anh đi nhân cơ. Nhân cơ cái gì? Tao để đấy đấy. Sao đâu anh nhân cơ cháu? Nhân cơ cái gì? Chứ mày có guitar anh không? Tao không biết, của tao. Cháu cũng không. À, thế con chó guitar nhà mày không? Chẳng gì à? Gì không? Đâu, đâu? Mày anh gọi cho mày được vậy? Nào, cứ gọi đi. Này, kích. Tao bắt nó về hả? Không. Này, mọi. Em quan sợ anh ấy. Láo tiên. Nó lạnh cho mày. Đánh ra thì tao ra đâu? Sẽ đi ăn với. Ngoan thế mà còn dặn cho mày. Này, công với em 70% thôi nhá. 70 gì? Em nhận được. Nhận được thì cứt đấy. Mày tưởng tiền. Thế tao mà nhận tiền. Kéo ai kể cho mày về. Mẹ lại nhận luôn. Nhận vợ cái gì? Trứng tao mua đấy. Ngồi đây đây. Rời ạ. Đám bị nấu.
nay anh sẽ cho mày ăn món gọi là trứng da điểu à. Mà hấp mà cua mà này, này mày nhìn đây này, mày không thấy có chữ mờ mờ đây à? Đi mua đây ông nội. Gì? Trứng da điểu hấp mà gọi là thế sao lại lúa mạch. Trứng này lại có chữ. Đặt vào đây. Tao mua chả có chữ. Đấy, cho nó cao lên tí. Mua lại còn chứ chẳng có em này. Ăn luôn đi lại còn. Thôi, tao muốn thử xem anh em tình anh em có chắc chắn bền lâu không thôi. Này, ít nhất nhá. Bền lâu cái gì? Ít nhất mày nhặt được khoảng tầm 20 cũng bảo anh ơi em nhặt được 20 cho anh 5.000 này. Ui giời, ông nhặt được 20 không? Khả năng là ông chạy một phát ra trung tâm thương mại đi chơi luôn, khỏi phải anh ơi. Đấy mà anh em gì nữa. Nào, bật lửa lên. Ê, anh có kem, mong cho có kem có cho em ăn không? Kem cái mem mẹ. Đấy, úp vào đây. Chà. Lâu lắm rồi đấy. Thôi nói chung là cũng tối rồi, không cần biết là nó chín hẳn hay chưa. Ui xà. Ui thơm á, ngửi vào xem. Ui rồi này. Mùi như kiểu cốm ấy nhỉ. Thơm tới rồi ấy. Mùi thơm lắm nha mọi người nhá. Đây là lúa nếp à. Ui. Này, con dân này. Ui bà. Ui. Rơi cả kịch cái nữa mà rơi vào đầu là ngất luôn. Này, bây giờ nhá, chơi thử một cái này. Tao đập vào đầu mày, nếu mà vỡ quả trứng ấy thì cho mày 100. Hả? À. Thế mà em đập vào đầu này vào đầu anh, nếu mà vỡ quả trứng em cho anh 200. Chơi luôn. Ok. Nào. Tiền. À. Thế ứng trước 50, à 50%. Không mang tiền. Không mang tiền đi. Này đi chơi cờ bạc bịp á, không có đâu. Chơi không? Ôi ôi, chịu. Chơi cơ bạc bịp rồi. Tao mà không đấy. Bây giờ anh em mình sẽ khui ra. Khui quả gọi là trứng to nhất thế giới đây nha mọi người nha. Trứng chim to nhất thế giới. Mà quả này cũng gọi là trứng to nhất thế giới. Làm gì có con gì trứng to hơn này nhỉ. Ừ. Đấy. Siêu khủng lồ. Ui, nó bỏng quá. Nhưng mà tiếc. Nói chung là nó rất là đẹp nhá. Quả này rất là đẹp. Nếu mà để mà hút ra như ngày trước ấy, thì có thể vẽ vào đấy. Nhưng mà hơi tiếc ấy. Thôi, em khui thì cũng phải đấy. Em khui chưa? Ừ, đây, mày khui đi. Đúng nhờ. Không biết trứng luộc ui, ui, như anh ơi, như kiểu đá nhá. Đá vôi á. Ui, ui. Ôi. Nhưng mà trứng sao thầm lõm đấy. Nhưng mà trứng ôm. Nhưng mà trứng ôm trời thế. Ta tiếp đi. Thầm lõm nhỉ. Để em đốm nhá. Đây, rồi. Bóc dần. Ui, thầm lõm. Ui, chưa chín sao ấy. Trứng ôm rồi. Ui, cái vỏ nó dày này. Ai, đau rồi. Anh, đau lắm. Em có đó. Thôi. Ôi, hơi tung tủng, quả này hơi tung tủng cho mọi người ạ. Nhưng mà tung tủng ngon, em thích ăn trứng gà tung tủng. Tung tủng căng thẳng cho thứ hẳn vẫn ăn tốt. Ôi, quên, đáng nhẽ phải cho nó ngâm nước đã. Vội ăn quá mà. Anh mời thì tham gì. Ui, nó rất là nóng mọi người ạ. Thế nên là phải từ từ. Nào bóc đi. Ui. Chứ chín sao ấy. Ui. Chín rồi nhưng mà nó. Ui, lòng đào. Trứng lòng đào cho mà đấy. Đây đây lấy cái này làm chìa. Chín. Lòng đào mọi người ạ, chưa chín hẳn. Ui, mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn trứng siêu to khổng lồ lòng đào của anh mình. Lòng đào ngon hơn. Ừ. Béo nhỉ. To quả trứng này lâu chín thật. Anh em mình luộc khoảng tầm 15 phút rồi. Béo lắm. Béo nhỉ. Ừ, quả ngợi ấy. Quả này phải lên cân. Quên biết thế cân quả này lên cho mọi người xem. Quả này cân rưỡi nhá mọi người nhá. Quả trứng cân rưỡi. Béo nhỉ. Chấm miếng. Béo ngậy luôn. Đúng tung tủng thật. Quả này hơi tung tủng khăm khẳm nhưng mà không thối hẳn. Đây này. Đây nhá. Cả quả nó đây nhá mọi người nhá.
không phải là nó sống lắm đâu, hơi lòng đào thôi, nhưng mà là do là quả trứng này nó bị thung thủm ấy, nó hết đát, nó bị thung thủm ấy, thế nên sắp là sắp hết đát rồi, sắp hết đát, quan này để tầm một tuần nữa là thối hẳn đấy, thế nên là nó những hơi, cái loại này vẫn ăn được, hơi vữa ra. Đấy, ui. Mình khoái ăn nhất là thịt loại này. Ủa, cái gì á? Ủa, thấy rừng à? Đâu? Ôi, bác kia đốt rơm. Có đốt đồng á? Thế không thuê anh em mình đốt. Ui, cái này sát ruột luôn đấy nhỉ. Thế cái chuối cháy hết rồi hết nhỉ? Ừ, cháy hết cả. Thật ớt rồi. Tại nó sạc mình, tại vì nhỡ đâu cá chết mình anh em ngồi trên này không vớt được. Đấy mới sạc phí. Thương. Thương mới hơn cá quá. Nhớ không kia mà cái không chuối không cá chết hết. Mai anh em mình lại không câu được. Phí nhỉ. Đây này. Anh ơi. Thử thách anh em hết cái này. Hả? Cái gì? Cái gì? Cái đấy thì có gì? Cái này thì có gì? Có anh. Có mỗi cái cục ớt này thôi gì? Anh. Không có gì à? Mặn. Ôi, thế em xem trên mạng người ta hăng ghê lắm à? Hăng cái gì? Hành là mặn thôi. Đồ. Thế mà. Trên mạng là màu. Hôm nay em thử em ăn một quả sống cho mà xem. Ừ. Ôi. Còn nó là màu thôi. Là màu. Ui. Để mà nói quả trứng này mà hai anh em mình ăn thì khả năng là không hết được. À, con lô đâu rồi? Lô, vào đây, lô. Con này cài vớt đấy, chạy theo vít vớt. Nó cứ thấy bây giờ cứ thấy anh em mình ra đồng rồi chạy theo lô sang đây. Đây, em đây. Lô. Đây, lô đây. Sang đây, đây của mày đây. Bin. Nó tưởng con bin của mày đâu rồi? Bin đây. Đây. Bin. Đây này. Sang đây. Đây, lô đây. Con pin em ăn với. Đây là chó săn của Mao đây nha mọi người nha. Còn đây là chó săn màu đại ca. Đấy, cầm nó lên không ra. Bọn này nó ham ăn là nó đấy hết. Cho nó ăn với. Ui, lòng đỏ này. Ăn đi. Ăn đi màu lớn thì săn nhé. Lòng đỏ nó bã lắm mọi người ạ. Săn kinh điển nhé. Ui, cay ạ. Béo. Ui. Mai được. Cái hạt ớt lên mũi. Mặn đấy. Mời cho tao cái hành kia mặn quá. Sốc lên tận não. Ăn cái này sột sệt là gì nghe đấy cả miếc mà. Cái lòng đỏ của nó hay lắm nhá mọi người nhá. Ăn giống cái quả trứng gà này. Cây trứng gà ấy. Không được vặt nát nó. Cắn chết nó đi. Thịt bỏ đây. Này. Nhà ta đang nhiều riêng ấy. Mày thử cắn nó em. Cắn luôn. Mày phải sợ thịt nó bỏ. À đây. Không phải đây, ăn nát đâu. Cho mày lòng đỏ ngon hơn này. Không phải ăn. Con chó của em ấy. Em về em nuôi cho nó uống sữa. Nó to đùng. Cắn con chó của anh. Béo nè. Đây lòng trắng. Đây nhé mọi người. Đây là phần là món này ngơi. Đây là phần lòng trắng của nó này. Rất là hay nhé. Có cái đoạn lòng trắng nó lại thế này, mà có đoạn lòng trắng nó lại purple kiểu này nhá. Còn lòng đỏ nó thì rất là hay. Kiểu như là nó ăn nó như kiểu kiểu gì nhỉ? Trứng gà. Không phải, trứng gà không phải, mà trứng ngỗng mình cũng ăn rồi. Không phải, cái này nó trứng ngỗng thì chát chát. Cái này nó không chát, nó cũng sốt sệt nhỉ. Nó kiểu gì đó. Kiểu sốt sệt. Một cái gì đó. Còn cái lòng trắng của nó phơ lời. Lòng trắng nó to mà. Lòng trắng nó to lắm. Đây đây, lòng trắng nó này. Ngoại. Rất là hay nhá. Cái này lắm ấy. Đấy. Lòng trắng nó hay lắm. Đấy. Ba ăn trứng không mà? Ba ăn trứng ba ơi. Làm về muộn thế. Quá. Nhìn giống chè không? Ăn như kiểu thạch thạch rau câu ấy. Thạch rau câu Long Hải.
Cái nơi mà có nhiều ít nghĩa này, chỗ vào đóng đá cho thanh sạch rồi thế chứ. Tối rồi, người ta bắt đầu về rồi. Đúng rồi. Ngon. Nói chung là anh em mình không thể triển được hết quả này, mọi người phải nhờ thêm sự trợ giúp của hai em tâm đắc lực. Hai em này nữa. Một em tên là Pin, một em tên là Lô. Nói chung là quả trứng này cân rưỡi thì bốn con chó ăn mới hết. Hai con chó bốn chân và hai con chó hai chân. một con chó, còn đây là người quyền. Nói chung là rất là đám bởi em là chó. Thôi còn đâu cho con Lô với con Bin ăn nốt để cho nó lấy sức ăn. Giờ đến giờ muộn rồi, anh em mình phải về đây dẹp đường để cho công nông đi đã. Tiết đường đây anh em mình sẽ đi nhờ công nông luôn. Nếu mọi người thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share và một comment ở bên dưới nhá. Bye bye nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nhá. Bây giờ anh em mình sẽ xuống suối để tắm đã. Đấy mày cầm đấy gọi tôi về đi, chúng ta đi taxi về. Đây đây. Đó.